Các bé thân mến, hôm nay chị Dâu Tây và các bé sẽ hãy cùng nhau tô bức tranh với ngôi nhà này nhé. Ngôi nhà của chị có cây thông, có ống khói, có những bông hoa thật là xinh đẹp phải không nào? Chị và các em hãy cùng nhau tô màu bức tranh này nhé. Thank you.
then you show your will.